Trước hết thì hôm nay thì mình sẽ trao đổi rất nhiều về social media và có thể là về cái xu hướng social media, về cách để kiếm tiền trên social media ở trong Việt Nam và cách để mở DNS để mà chống bị cấm Facebook. Hôm nay thì mình có 4 người speaker. Esther, please give her. Yay, Esther. Anh Toàn Shinoda. Yay, Shinoda. Anh Hưng Zino. Và anh Cường. Ông Đức Cường. Yay. Và cảm ơn Rocket Online. Và hôm nay thì Rocket Online sẽ có một cái vấn đề về này. Sẽ có cái lucky draw. Và cái lucky draw này mọi người đã đưa cái business card không? Và cái lucky draw này là cho cái gì hả Toàn? What is it? Cho một học bổng. Học bổng học tiếng Anh trực tuyến. Thích học cái gì được? Học tiếng Anh với ai? Học với Toàn phải không? Alright, cool. Alright. So, cảm ơn Rocket Online rất nhiều. Thì mình sẽ, Esther sẽ đi trước, sẽ phát biểu trong tiếng Anh. Và sau đó mình sẽ dành hai câu hỏi cho bạn Esther. Cho các bạn có thể, bất cứ ai có thể hỏi hai câu hỏi thôi. Và sau đó mình sẽ QA với hết mọi người. Mình sẽ có. Alright? It's okay? Yeah! Okay, so let me welcome Esther on stage. Yay! I want to thank Tiff and Asia for setting all of this up and giving us the opportunity to talk to you all about YouTube and what POTS doing and our role in this whole YouTube ecosystem. So I'll start with a little bit about my story and how I came here. I'm from Silicon Valley, and about 6.5 years ago, almost 7 years ago, I had this great idea. Let's move to Vietnam and start a social music site. So I didn't have a product, I just had an idea, and I went around pitching my idea, and all of a sudden some, you know, a very good friend of mine gave me a check and said, hey, here's some money, go do it. So I said, oh wow, that means I have to go do it. So I had a quick question on investing. How were you able to attract the investors? And I guess that's the primary question. I think it's about, you know, finding that one person who believes in you and having them be that first investor. And from there, they say, okay, you know, your next question to your investor is, do you know 10 people who I can go and talk to? And then, of course, if they invested, they don't want to be the only person who's invested. So they will introduce you to those 10 people. Once you pitch to those 10 people, you ask those 10 people, do they know anybody? And you just have to go out and hustle. And when you do pitch, you know, you have to make it short and sweet, but also show your passion and so show your desire of building this company or this product or this service. But at the end of the day, they're not really investing in that product, they're investing in you. You were saying that the e-commerce is going to be better if you to advertise your products on YouTube either, but not Facebook. However, I was wondering, because like, it seems to me that nowadays e-commerce or any like Amazon or anything, they are using Facebook more and more to introduce their products. And I don't know, like, from your point of view, what is the disadvantage of using Facebook? Supplement your marketing with it. For example, you know, on TV you see the Home Shopping Network. It's a very successful business. Why not convert that over to a YouTube channel? Yeah. It's just one way. It's another way of marketing your product. When you see a picture, it's very different than when you see it on a person. When someone's describing that product, you know, or you can see that person if you're trying to sell clothes. You know, it's great to see that close on a person, how it moves, as opposed to just a picture. It's just a different way of showcasing your product, but it's a more personal way. Thanks, Esther. I have one question, selfish, very selfish. What is your most successful YouTube video? I'm just curious, so that they all know. With the most views or... One of our artists, Kaimi,
So she had, yeah, she has about 16 million views within the last few months, since December. Alright. Thanks a lot, Esther. Thank you, everybody. Thì đang có những cái làn sóng khác nhau, tức là họ đang khuyên chúng ta là hãy đóng Facebook lại, tắt laptop đi và ra ngoài get cái connection với lại những con người thực sự. Thì nó hơi đối lập một chút so với những gì mà các anh đang làm, thì các anh đang nghĩ như thế nào về những cái xu hướng như thế này? Thực ra thì đó là những cái, ví dụ clip bạn nói mình cũng xem, thì nó trong những clip mà nói về mình có một cái quan điểm như vậy là cái thuật tự nhiên, mọi thứ tự nhiên nó sẽ cái gì mà hay nó sẽ tồn tại. Cái công nghệ một cái nếu mà chắc chắn chúng ta không có thể bỏ được, chắc chắn là trong tương lai người sẽ bị buộc vào công nghệ nhiều, nhưng mà chúng ta sử dụng nó thời gian như thế nào và nó có hợp lý hay không, đó là cái mà mình quan tâm. Và thực sự là những cái sản phẩm của tất cả mọi người đây làm ra thì thực sự nó phải mang lại giá trị cho cộng đồng, mang lại giá trị cho người xem. Thấy là Toàn có một cái channel làm về học anh văn á, nhưng mà giờ này thì Vi không có thấy Toàn có thấy cái đó nữa, thì cho Vi hỏi là Toàn có tiếp tục về cái dự án mà về những cái video mà liên quan tới giáo dục và đặc biệt là học anh văn hay không, và nếu mà Toàn tiếp tục á thì những cái yếu tố gì Toàn nghĩ là nó sẽ mang lại sự thành công cho những cái video anh ơi? Trả lời câu hỏi của bạn thì mình cũng đang dành một thời gian nghỉ ngơi tập trung xử lý một số những content, sản xuất những cái bài có thể có giá trị tốt hơn, nên là chưa ra những sản phẩm mới, nhưng hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục mang đến các bạn những bài giảng. Em muốn biết là mấy anh hồi đó học đại học nào, ngành nào, thì trường học giúp gì cho mấy anh trong cái việc hai cấp này? Trước đó là mình học trường đại học quốc tế. Sau đó là mình có học thêm Software Engineer trường MIT Việt Nam. Và nói chung là trường học từ những cái đó là một cái bước đệm cho mình phát triển chính sự nghiệp sau này. Mình học ngành Software Engineering công nghệ phần mềm, và sau đó là bước khởi nghiệp đầu tiên của mình là kỹ sư phần mềm. Và sau đó là cái nền tảng ban đầu mình thành lập vô là mình phụ trách về cái sản phẩm và vấn đề kỹ thuật. Nên là từ trường học là giúp rất nhiều và làm một cái bàn đạp cho mình sau này. Bạn vừa hỏi bạn đang sinh viên hay đi làm rồi ạ? Sinh viên đó. Thực ra thì mình tốt nghiệp trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh và cũng không liên quan gì đến truyền thông hay công nghệ gì hết. Là lúc mà mình đăng ký vào trường đó cũng do tình cờ thôi. Hết lớp 12 mình cũng chưa biết là mình thích cái gì hay làm cái gì hết. Nhưng thực ra môi trường học là đại học nó là một cái môi trường giúp chúng ta khám phá được là mình thực sự mình cần cái gì, mình thích cái gì, khi đó chúng ta có thời gian đi làm thêm hay khi đó tham gia các hoạt động phong trào của đoàn, đội, hội này kia, chúng ta biết là phù hợp với những công việc năng động hay là phù hợp với những công việc suy nghĩ nhiều hay này kia đó chẳng hạn, thì chúng ta sẽ giúp cho chúng ta được khám phá được bản thân mình thích cái gì. Còn nếu như các bạn sinh viên thì các bạn chưa tìm ra được thực sự là mình đam mê thích cái gì thì các bạn hãy cứ thử đi, cứ trải nghiệm đi. Nếu khi nào mà các bạn mà tìm được một công việc hay một cái điều gì đó mà các bạn đã công hiến mà các bạn có thể làm 7 ngày trên tuần hoặc là không quan tâm là 8 tiếng một ngày, nhưng mà các bạn có thể thỏa mình thỏa sức với nó và các bạn sáng tạo được thì đó là chính là công việc mà các bạn đam mê nhất. Mình thì học đại học thì về kinh tế và toán không liên quan gì lắm đến những thứ mình đang làm, thì đây là cũng chia sẻ với em hơn đâu, cũng đi tìm đi mò đôi khi thì nó cũng sẽ ra một cái gì đó mà mình hứng thú, nhưng mà lúc đó mình sẽ theo đuổi nó. Bạn yêu. I just went to business school and law school. Thì các cái clip mình đặc biệt là trên mạng xã hội thì chưa có sự can thiệp nhiều của các cái bộ, đặc biệt hồi nãy có một bạn hỏi về chính phủ Việt Nam họ can thiệp quản lý cái thông tin đó như thế nào. Thì gần đây có một cái sự kiện là căn hộ 69 nó bị Bộ Văn hóa có một cái việc họ đã can thiệp vào, thì cái việc đó, cái việc mà gần sắp tới cái sự phát triển của cái YouTube hay những cái kênh social khác, thì nếu như có cái sự ảnh hưởng của chính phủ Việt Nam vào thì nó có ảnh hưởng gì tới cái việc mà chúng ta phát triển những cái nội dung ở trên đó hay không? Giả sử như là chúng ta sẽ có một cái khách hàng nào nó book và mình làm luôn một cái viral clip, trong cái lúc đó có một accident là chúng ta bị chụp vào cái đó, thì chúng ta sẽ xử lý những cái điều đó như thế nào? Ask that question a little bit. When we talk to YouTube about this, as long as so I'll answer on, you know, from YouTube standpoint, where, you know, even though YouTube is it's an open path,
example, if a community member thinks that someone is infringing on their license or their content rights, or if it's not in line with, you know, the policies of YouTube, then they have a right to issue a strike or flag that content. So, you know, YouTube has certain policies. It's not actually open. They do have certain rules and regulations for content to be put on. So I think if we follow the YouTube policies, then I think we're all pretty safe. So, thì thực ra cái căn hộ 69 mà thời gian báo chí gần đây nói rất nhiều, nó chỉ là cái nó là cái giai đoạn thứ hai thứ ba thôi, trước đó không phải là cái trường hợp đầu tiên mà các cơ quan ban ngành quan tâm tới những cái nội dung ở trên internet. Nó chỉ không chỉ là các clip nữa, mà những cái trước đó là cái bài nhạc Tôi Bé Ngoan gì đó của bạn Gian Bi, đúng không? Sau đó là cái thực ra thì bên phở mình cũng đã phải làm việc với chính quyền rồi. Đó là cái mà chia sẻ. Là một sinh viên thì mình thấy có rất nhiều người nói là ở trường đại học mình chả học được cái gì cả. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là bây giờ đã có nhiều các platform giáo dục miễn phí online như Coursera. Thì anh nghĩ như thế nào về thị trường giáo dục? Và bản thân anh là một người đang làm về giáo dục, anh nghĩ gì về cái này? Và liệu social media có giúp gì được cho các bạn học online không? EdX, Udemy, Lambda là rất phổ biến ở bên Mỹ. Ở Việt Nam có nhiều công ty như là Học Mãi, là Học 360, Viettel đang đổ rất là nhiều tiền vào học trực tuyến. Thì mình thấy là có khá là nhiều tiềm năng cho cái thị trường này. Và nói chung là hiện tại thì ở Việt Nam thì đa số mọi người dùng social media để bán hàng cho các công ty offline, ví dụ như là Simplenet chẳng hạn, thì họ dùng social media để họ quảng bá cho cái các cái store của họ bán điện thoại di động. Thế còn các cái công ty mà dùng social media để gọi là bán hàng cho online thì mình cũng thấy có nhiều rồi. Và cái tương lai thì mình thấy là nói chung là kênh truyền thông nào thì nó cũng sẽ cuối cùng là nó cũng sẽ đổ về cho cái việc bán sản phẩm của mình. Offline hay online không quan trọng lắm. À, quan trọng là cái kênh truyền thông này nó có hiệu quả hay không, và nó có phù hợp với cái sản phẩm mà bạn đang bán hay không. Nếu mà tài khoản của anh bị hack và Facebook ở Việt Nam mà không hoạt động nữa thì anh sẽ làm gì? Nếu mà họ tiếp tục chia sẻ những content tốt thì họ tiếp tục nhận được một cái lượng người follow không? Mình nghĩ là cái đó, cái platform thì nó không là cái này thì cũng sẽ là cái khác. Không biết các bạn có thấy cái cả cái xíu này không? Thì mình muốn hỏi chút xíu. Thì mọi người có biết Tech in Asia là gì không? Các ai không biết Tech in Asia không? Ok, good. Thì Tech in Asia nói chung là một cái kênh blog. Mình viết bài về công nghệ và khởi nghiệp. Và thứ hai là mình cũng làm những event như vậy. Và sau đây mình có làm mấy event lớn đó, thì các bạn thấy ở đây Startup Asia. Thì nếu mà ai muốn đi Nhật, có ai đi Nhật chưa? Esther đi Nhật rồi. Thì mình sẽ có một cái hội nghị lớn ở cỡ when how many people? How many people are Startup Asia Tokyo? Thì sau này mình sẽ có trong tháng 9 là sẽ có Startup Asia ở Tokyo. Và theo một chuyện nữa là when is the arena? What day? Thì 22 tây tháng này đó là mình sẽ có thêm một cái event kêu là Arena Day. Nếu mà ai muốn pitch với họ hay là tập trình bày về sản phẩm của họ thì các bạn thì cứ đến ngày đó 22 tây. Và ngày mai thì trên trang techvision.vn thì mình sẽ có một cái form để cho các bạn đăng ký. Ok, bây giờ là mình đến phần lucky draw, giúp không may mắn. Xin cho F179 gửi lời chào đến Pop TV và xin giới thiệu với tất cả các bạn, nhóm F179 gồm 3 thành viên là Cao Thắng, Thiện Thắng và Kinh Lâm. Vâng, và hôm nay là ngày ra mắt của nhóm F179 và cũng là ngày ra mắt